Tuyết sẽ không cộng một pin chip không email Trung Nguyễn 10/2/2018 Nguyễn Phú Trọng gặp Tập Cận Bình trong chuyến thăm TQ ngày 7/4/2015. Ảnh Apple sáng ngày 7/2 vừa qua trong buổi chúc Tết trí thức và văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ngô Hứng tiết lộ là ông đã nói xéo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình mà ông Tập không hề tự ái. Nguyên văn lời ông Trọng được báo chí tường thuật như sau: Tôi nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất chân tình. Tôi nói tình đồng chí anh. Em muốn giữ được thì phải tin nhau, mà muốn tin nhau thì việc làm phải đúng như lời nói. Tôi nói thẳng như thế mà không thấy ông ấy tự ái gì. Do lời kể của ông Trọng quá vắn tắt nên để lại câu hỏi cho nhiều người. Rút cuộc ý ông Trọng là trách Cộng sản Trung Quốc, Trung Cộng không giữ lời chuyện gì. Ông không nói rõ thì chắc ông Tập cũng chẳng biết tại sao ông ấy phải tự ái. Lý do có thể của việc bác Tập không tự ái, một người bạn là nhà báo công tác cho một đài lớn ở nước ngoài từng kể với tôi rằng khi Chủ tịch nước Việt Nam đi công tác nước ngoài, tôi nhớ hình như là ông Nguyễn Minh Chiết đi thăm Mỹ hay Anh, nguyên thủ quốc gia nước ngoài phê phán nhà nước Cộng sản Việt Nam không tôn trọng nhân quyền. Tuy nhiên, người phiên dịch cho ông Chủ tịch nước không dám dịch lại mà tự động dịch lại cho ông Chủ tịch nước là nước ngoài họ khen nhà nước Cộng sản Việt Nam bảo vệ nhân quyền rất tốt. Ông Chủ tịch nước Việt Nam sung sướng ngoác miệng ra cười, còn nguyên thủ quốc gia nước ngoài thì không hiểu tại sao mình chỉ trích thẳng thắn mà Chủ tịch nước Việt Nam không tự ái, lại còn cười. Tất nhiên, sự việc không qua mắt được sự chứng kiến của các phóng viên quốc tế ở đó và nhiều người thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt để biết bản chất câu chuyện, kể lại chuyện xưa để có thể đưa ra giả thiết rằng người phiên dịch của ông Trọng gặp ông Tập đã mất cả hồn vía, không dám nói thẳng mà có khi đã dịch thành Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc rất tin yêu nhau, đã nói là làm, dịch vậy thì ông Tập không tự ái là đúng rồi, muốn giữ chính quyền thì phải thành tín. Tuy nhiên, từ ý của ông Trọng nói với đồng chí anh Tập Cận Bình, tôi cũng muốn gửi vài dòng tới ông Trọng cũng như giới lãnh đạo Cộng sản. Tôi cũng hy vọng là các vị không tự ái. Tôi không phải là đồng chí với các vị nhưng tôi là đồng bào với các vị, không như ông Tập và đồng bọn là những người chỉ huy đội quân xâm lược lãnh hải Việt Nam ở Biển Đông. Tôi sửa lại lời của ông Trọng một chút, chính quyền muốn giữ được thì đồng bào phải tin và muốn đồng bào tin thì việc làm của chính quyền phải đúng như lời nói. Đúng như ông Trọng chỉ ra là quan hệ hai bên muốn bền chặt thì hai bên đều phải thành tín, nói đi đôi với làm, mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân cũng vậy. Vậy thì nhà cầm quyền Việt Nam đã làm đúng như lời nói chưa, đã làm đúng pháp luật và đạo lý chưa? Giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã tham gia công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, đã ghi nhận hẳn một chương trong hiến pháp do chính họ ban hành bảo đảm quyền công dân và quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Vậy mà khi người dân thực hiện những quyền tự do rất căn bản được hiến pháp và công ước quốc tế bảo đảm như quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình thì bị nhà cầm quyền bắt bớ. Vậy thì nhà cầm quyền đã thành tín với dân và với cả thế giới tiến bộ chưa? Trà đạp pháp luật là không thành tín với dân về phiên tòa xử anh Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong vì đã tham gia kiện Formosa vừa qua. Các báo ở Việt Nam đều viết với danh nghĩa kiện công ty Formosa, Hoàng Đức Bình cùng nhiều người khác đã kích động, tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Formosa ở Nghệ An và Hà Tĩnh, gây ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự. Chúng ta thấy rõ là quyền tự do biểu tình là quyền được hiến pháp do Đảng Cộng sản ban hành công nhận. Thế nhưng khi người dân đi biểu tình thì báo chí lại viết ra vẻ biểu tình là chuyện xấu, phạm pháp, cho thấy nhà cầm quyền cố tình bóp méo pháp luật. Chưa hết, nguồn gốc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự là Formosa xả thải gây nhiễm độc biển, dân mất kế sinh nhai dựa vào biển. Đã thế dân lại còn bị chậm bồi thường hoặc bồi thường quá ít ỏi, và có tiêu hết tiền bồi thường thì cũng chẳng có cách nào mưu sinh tiếp. Formosa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là phạm vào tội hình sự, phải truy tố hình sự những cá nhân chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, Formosa chỉ cần đưa ra một cục tiền là xong,
còn những người dân lầm than kia đi. Khiếu kiện Formosa đúng pháp luật thì bị ngồi tù, nhà cầm quyền rõ ràng không hề thành tín với nhân dân, với đồng bào mà tỏ ra rất quỵ lụy, khúm núm với những nhà tư bản lắm tiền nước ngoài. Luật pháp làm ra coi như chỉ để làm kiểng chứ không có giá trị gì. Chính với tâm thế quỵ lụy, khúm núm đó thì ngay cả doanh nhân như Formosa còn khinh giới lãnh đạo cộng sản, chứ đừng nói ông Tập Cận Bình quyền uy nghiêng trời lệch đất. Bản thân ông Trọng cũng chỉ dám nói gần nói xa chứ đâu có dám chỉ ra cộng sản Trung Quốc bất tín chỗ nào. Muốn người khác thành tín thì mình phải thành tín trước. Tôi đoán rằng ông Tập có nghe ông Trọng nói vậy thì cũng chỉ cười khẩy và nghĩ rằng tụi tao đã xây hết căn cứ quân sự ở Tây Sa, Hoàng Sa và Nam Sa, Trường Sa, rồi thì tụi bay khóc lóc có ích gì. Tụi bay gian dối với chính đồng bào của tụi bay thì việc gì tụi tao phải thành tín với tụi bay. Tụi bay cũng biết Bác Mao Trạch Đông của tụi tao đã nói thẳng, chính quyền trên đầu họng súng chứ không có luật pháp hay chính nghĩa gì hết. Tại sao tụi bay vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị nhưng lại đòi tụi tao phải tuân thủ công ước quốc tế về luật biển UNCLOS? Tôi viết vậy để ông Trọng thấy là nếu ông muốn có thể đứng thực sự với quốc tế, được sự nể trọng của quốc tế, thành tín với chính đồng bào của các ông là nhân dân Việt Nam, hãy thật sự xây dựng một thể chế dân chủ, công bằng, văn minh chứ không phải đảng trị bất công, lạc hậu như hiện nay. Đừng tự ái. Sở dĩ tôi phải cầm bút viết bài này vì giới trí thức và văn nghệ sĩ mà ông Trọng gặp mặt không ai dám nói với ông những chuyện này. Những người đó thật không hổ danh trí thức và văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa, chỉ viết xun xoe nịnh bợ nhà cầm quyền chứ không nói thẳng nói thật. Rất mong ông Trọng nói riêng, giới lãnh đạo cộng sản nói chung hãy học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Tập Cận Bình. Đừng vì những lời nói thẳng này của tôi mà tự ái. Tôi viết bài này để hiến kế cho Đảng Cộng sản làm sao giữ được chữ tin với dân mà thôi. KPI tiếng dân tuyết xe không cộng một tin chít không email.